dạ em xin chào à, toàn thể cô chú bên kênh Lục Tỉnh miền Tây và toàn thể cô chú chơi bonsai trên mọi miền tổ quốc nha em tên Hoàng Anh nhà vườn của em ở huyện Chơi gạo tỉnh Tiền Giang số điện thoại của em là 0931 hay mà 63 63 cũng như số zalo của em nha cô chú anh chị là nói đầu tiên đó cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ những clip vừa qua hôm nay em có sưu tầm được một số phôi phôi mai chiếu thủy da đen lá lớn và nu gò công và một cây bập đài loan phục vụ cùng cô chú nha hôm nay làm mất thời gian vào cây số ngọc nha cô chú anh chị hôm nay số cây cũng rất là nét nha cô chú anh chị cây đầu lép hôm nay là một cây da đen lá lớn nha cô chú anh chị rồi không làm mất thời gian vào thông số đồng lên dòng cô chú xem chi tiết cây ha rồi vị trí em đo chỗ này ngay thước là 83 25 ly tính 82 nha cô chú anh chị ngay thước dây nha cô chú anh chị đây ngay thước dây là 82 hoàng nha cô chú anh chị rồi em đo chiều cao nha cô chú anh chị chiều cao là 3 tấc tư em hảo cái cành số 1 nha của chú anh chị trong cây ở ngoài rất là lớn nha cô chú anh chị cốt cành số 1 25 hoành nha cô chú anh chị đây ở ngoài rất lớn của chú anh chị hình dung ha ở ngoài to lắm đây, quen dòng cây này được nuôi cốt rồi cắt chuyển nghiệp một nước nha cô chú anh chị về cũng mau chơi cây này ở ngoài nhìn rất là già nha cô chú anh chị rất là già dặn cây nha cô chú anh chị mặt bên đây là mặt chính cây ha trong rất là già dặn cây đây xây giọng cho cô chú anh chị mình xem kỹ một chút nha toàn bộ cây là nói chung là sạch sẹo nha cô chú anh chị còn một hai vết chém chuyển nghiệp chuyển cành thôi nha cô chú anh chị đây trên đường thân toàn bộ là sạch sẽ hết nha cô chú anh chị chung nuôi được uh, chuyển nghiệp sạch sẽ thẻo đó nha cô chú anh chị đây còn một vết nhỏ ngoài sau nha cô chú anh chị cũng gần muốn sạch rồi đầu cái ốc ha chung cây này rất là sạch sẽ cây nha cô chú anh chị rồi cái mã số 1 ngày hôm nay em xin phép giao lưu cùng toàn thể của chú anh chị mình là 18 triệu nói chung ở ngoài rất là xứng đáng đồng tiền nha cô chú anh chị rất là đáng để đầu tư nha cô chú anh chị hợp nhãn cái nhắc máy alo cho em mấy kết bạn zalo nha cô chú anh chị để mình trao đổi thêm thông tin ha rồi em xin phép xuống cái số 1 nha cô chú chúng bên em toàn bộ cây đều bao ship và bao sống nha cô chú anh chị chú anh chị nào chốt cây bên em trên 2 triệu thì nói chung kết nối cho em xin ít cọc nha cô chú anh chị nói chung lòng tin với nhau chứ không gì nha cô chú anh chị đây tiếp theo mã số 2 là một cây da đen nữa nha cô chú anh chị da đen lá lớn đây dạng, dạng xương cành được nói chuyển mấy nhịp là nha cô chú anh chị sắp chơi được rồi nói chung cô chú anh chị nhìn vô biết ha nói chung là ở ngoài là rất là áp phê nha cô chú anh chị ở ngoài thực tế là cực kỳ áp phê đây chi tiết của nó rất là rụt rịch nha cô chú anh chị cái này giờ về của chú anh chị rút cành vô tí nữa xé nhịp nữa là bấm xương dâm chơi nha cô chú anh chị được chuyển nhịp nhiều cốt rồi nhiều lần rồi cây rất là lùng bung kỳ của chú anh chị ở ngoài cũng rất là tuyệt vời rồi trong là mất thời gian em vào thông số để em quay thêm quay về dòng của chú anh chị mình xem thêm ha cây này toàn bộ là sạch sẽ nha cô chú anh chị theo vết là nói chung còn một hai vết sẹo nhỏ nhưng mà an toàn nha cô chú anh chị kẹo lành tính không cô chú anh chị rồi ngay vị trí thước này em đo là 70 mươi năm ly tính của chú 70 ấy. 70 xe còn vị trí này nha cô chú đây đi dòng thước mấy cây khá tiền quay gì quay kỹ cho cô chú xem nha đó đi cái dòng thước này là 70 nha cô chú anh chị bảy ở ngoài nó bự lắm cô chú ơi chiều cao hiện tại là ba tấc rưỡi nha cô chú cô chú anh chị full cái tán này là năm tấc sáu nha cô chú Rồi đi máy vô cho cô chú xem cái đường thẻo dít ha Nói chung là cây bên em là bao bổng bể hết nha cô chú anh chị Toàn bộ là liền lạc hết nha cô chú anh chị Đây còn một vết xẻo ở đây là to nhất nha cô chú anh chị Bự hơn một ngón tay em chút nha Chứ hai ngón thì nó không không ít tới Đây ngón tay em đã ha Nhưng mà nó kéo vô nói chung là nó rất là lành tính nha cô chú anh chị Thẹo lành tính Nuôi mốt là nó liền hết Nó liền hết giá trị nó lên nhiều lắm cô chú Cho hôm nay em sưu tầm cũng được số cây này rất là nét nhưng mà giá cũng tốt cũng giao lưu cùng cô chú anh chị giá cũng tốt nha thật nhãn thì cứ nhắc máy lên giùm em nha mấy hàng này hàng rất là đẹp của chú hàng tiễn này rồi không là mất thời gian mã số 2 này em xin phép uh, giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 20 triệu nha đây bao sóng nha cô chú anh chị em bao sóng bao ship mấy uh, sản phẩm hơi khá tiền này cô chú anh chị kết nối là cho em xin ít cọc ha rồi em gửi cây nha nói chung uh, lòng tin thôi nha cô chú anh chị ở ngoài quá tuyệt vời cho một tác phẩm này của tôi Ở ngoài nhìn nó rụt rệt cây vô cùng này, Rồi em xin phép à, xuống cây mã số 2 <laughs> Tiếp theo cây mã số 3 nha Cô chú anh chị Cây dẻ đen Đây cây này bị lỗi tí Quay máy vô cho cô chú anh chị xem bị lỗi tí nha Nói chung cái thẻo đầu của cô chú anh chị về mình phải làm vệ sinh cái theo đầu lại nha cô chú anh chị nó xuống cũng hơi nửa lóng tay em nha cô chú anh chị nửa lóng này nửa lóng tay em nói chung có lỗi chỗ này em báo cho đó nha cô chú anh chị không giấu giếm giao lưu là mang tính chất không giấu giếm nha cô chú anh chị không theo đầu đó thôi còn mấy theo này theo chuyển nghiệp thân sạch sẽ hết nha cô chú anh chị thân sạch sẽ Cái này cũng đôi được dạng cúc nối nha cô chú anh chị rồi em vào thẩm số cho cô chú anh chị xem nha vị trí này em đo được 48 hoành 5 ly tính của chú anh chị mình 48 hoành nha 48 hoành ngay vị trí này ha đế của đế bự lắm như cô chú anh chị em đo hoành thân đây ha cô chú anh chị nào ủng hộ anh em này có từng mua sản phẩm anh em cũng biết ha nói chung thước tắt em đo của chú anh chị cái an tâm chiều cao 5 tắc 2 nha cô chú anh chị full <laughs> cái tác hiện tại 5 tắc rưỡi rồi em xem dòng nữa ha trong cây này có lỗi cây em giao lưu giá giá tốt cho cô chú anh chị nha giá rẻ rồi cái mã số 2 này em giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 2 triệu anh nha giá cực kỳ tốt nha cô chú anh chị cái này là cây cây da đen nha cô chú anh chị da đen lá lớn giá cực kỳ tốt nha cô chú anh chị rồi em xin phép xuống mã số 3 nha cô chú anh chị theo là mã số 4 nha cô chú anh chị một cây nuôi uh... gò công nha cô chú anh chị trời cái xe ở ngoài nó như cái cọc đình vậy cô chú ơi Đợt bá lửa luôn đây nè đây là cây uh... gò công nha cô chú anh chị cây này rất cổ cây okay nha nhưng mà được tán chuyển xuống bonsai rồi mới nuôi cốt cành nó cũng còn tay cái nha cô chú anh chị đây quay cái đường thẹo cho cô chú anh chị xem rõ ràng nha thẹo kéo rất là mạnh nha cô chú anh chị nó có cành chặn hết nó không có tột nha cô chú anh chị đây cái theo đầu kéo rất là mạnh luôn nha cô chú anh chị đây nói chung có hai giới thiệu thôi ba giới thiệu chứ hai giới này cô chú hai giới thiệu à. nhưng mà kéo rất là mạnh thẹo lành tính nha cô chú anh chị toàn bộ cây là không có một bọng nha cô chú anh chị cây có làm sao bên em sẽ nói chen vậy nha cốc cành bắt này nói chung là bắt theo cái hướng cây trực biên đó nha cô chú anh chị cây trực biên này nhìn ở ngoài như cây cục đình nha cô chú anh chị bự lắm cô chú anh bự lắm Rồi em giả thông số nha cô chú anh chị rồi em đo ngay vị trí này 71 hoành 5 ly tính cô chú anh chị 71 hoành nha vị trí này vị trí ngay thước nha 71 hoành nha cô chú anh chị rồi chiều cao chiều cao được 4 tấc chính nha cô chú anh chị rồi em quay vòng nữa cho cô chú anh chị mình xem thêm ha Mình kỹ thêm tí nữa nha cây này về nó mất thời gian của chú nuôi thêm nữa nhưng mà nuôi thêm nữa sau này cây nó đẹp nó dữ lắm nha cô chú anh chị ở ngoài cái xác nó quá lớn rồi cây mã số 4 này em xin phép giao lưu cùng toàn thể của chú anh chị mình là 12 triệu nha 12 triệu cây nuôi gò công đây nha cô chú anh chị rồi em xin phép xuống cây mã số 4 tiếp theo mã số 5 nha cô chú anh chị cây da đen da đen lá lớn cái máy số 5 này cây da đen lá lớn nha cô chú anh chị, à, quay vô chụp vô dàn xương cho cô chú anh chị xem, nè. cây toàn bộ sẹo là cây này liền xẹo hoàn toàn nha cô chú anh chị sạch sẽ rồi, cây này là nói chung là gần chơi được rồi, giờ bấm là cô chú rút lại cái xé ra xương đôi cho nên là bấm xương dâm chơi, cốt được chuyển nhịp nhiều lần rồi cô chú anh chị, đây, chụp cho cô chú anh chị thấy không, cái dàn xương ở ngoài là cực kỳ cực kỳ ép phê nha cô chú anh chị hàng này cũng đáng, đáng để cô chú anh chị sưu tầm về chơi nha. quá tuyệt vời của chú, ơi. tuyệt vời. đây là mặt chính cây ha cô chú anh chị, mặt chính cây ở trong đây vô chạy ha. đó cành phong rồi bên đây ha cô chú anh chị. đây, đây cái dàn cành phong bên đây nha cô chú anh chị. nếu ngoài thực tế là quá rục rịch của chú, ơi. nhưng mà anh em nghĩ nhân tạo ra được những cái đầu này cũng quá tuyệt vời của chú, ơi. cũng đáng để sưu tầm. già dạ cây già dạ dạng cây mà tạo tác rất là đẹp đường chuyển đường truyền cây rất là đẹp nha cô chú anh chị rồi bự mà lùng nữa cô chú ơi ngay vị trí này em đo được 55 mươi đúng nha cô chú anh chị năm mươi đúng ngay vị trí thước nha cô chú anh chị đây ngay vị trí đó 55 mươi chiều cao hiện tại là chiều cao đây là ba tấc tám nha cô chú anh chị quá lùng cô chú ơi siêu lùng đế được chuyển nghiệp hết anh em cô chú anh chị đế chuyển nghiệp hết quá quá đẹp cái này là khoảng thời gian ngắn nữa thôi là chơi rồi của chú anh chị cắt rút lại cái nữa dẫn nhịp nữa là xé xương của chú anh chị Làm xương dâm bấm xương dâm rồi Cây mã số 5 này em xin phép giao lưu cùng toàn thể của chú anh chị mình là 19 triệu nha tuyệt vời của chú ơi sức đáng đồng tiền đó của chú cái này không lỗi lầm nha cô chú không có thẹo dích gì hết, chẳng liền bon rồi em xin phép xuống cây mã số 5 nha cô chú anh chị tập nhãn cái nhắc máy phone cho em ha rồi cây okay. mã số sáu nha cô chú anh chị. Để chìm lên mấy cây này nó hơi nghiêng tí của chú. cái bầu nó hơi nghiêng một tí cô chú. rồi cũng tạm ổn thôi chứ cũng chưa có chuẩn lắm. đây một cây chật cành phóng nha cô chú anh chị. cây này cây da đen luôn nha cô chú anh chị. cây da đen da lớn chật cành phóng nha cô chú anh chị ở ngoài cũng rất là gian rất là già cây nha cô chú anh chị rồi máy vô quay vô vô phần sẹo cho cô chú anh chị xem ha toàn bộ sẹo là làm tính hết nha cô chú anh chị đây kéo rất là ok nha sẹo kéo rất ok không một bọng nha cô chú anh chị những cái đường chuyển nhiệt sẹo kéo rất là ok nha cô chú anh chị không cây này không có một bọng rồi em cho thông số cho cô chú anh chị mình tham khảo ha thông số để hình dung được cái kích thước ở ngoài của chú Rồi, ngay vị trí anh em đo được 58 của đúng luôn cô chú ơi, 58 của đúng. Em hạo cái cục đế đặt thử chỗ này ha cô chú anh chị, cho cô chú anh chị hình dung. 103 cô chú ơi, cái cục đấy đặc thử là 103 nha. Cây này ở ngoài xác cũng lớn cô chú. Chiều cao 4 tấc 7. Full cái tán là 6 tấc 8 nha cô chú anh chị. Ở ngoài cũng rất là duyên nha cô chú anh chị. Cây này ở ngoài rất là duyên nha chú biết sao không có cái cành phóng bên này nè cái cành phóng ra mới mình lợp cái máy ngắn máy dài của chú cũng rất là duyên cây nha đây nè cô chú máy dài bên đây hang máy đây ngắn ngắn lại thôi cái cành phóng này nó là chủ là của cái cây nè duyên cây rồi cái mã số uh, 6 này em xin phép giao lưu cùng toàn thể của chú anh chị mình là 4 triệu nha 4 triệu nha cô chú anh chị tập nhắn cứ nhắc máy phone em ha Đây cái dách chữ E cô chú anh chị nhìn xa ừ. nhìn vô không Thấy cái dách chữ E nó ra rất là vững chắc cái cây này vết chữ hai bên chữ rất là vững chắc cái cây nha cô chú anh chị rồi em xin phép xuống cây mã số 6 nha cô chú tiếp theo cây mã số 7 nha cô chú anh chị mã số 7 rồi vô camera man vô coi cái đường xẻo vít cho cô chú anh chị xem ha đây những vết chém hồi xưa nha cô chú anh chị nói chung thẹo kéo rất là mạnh nha cô chú anh chị thẹo này thẹo lành tính hết nha nuôi một thời gian lâu nó sẽ kéo lại hết nha cô chú anh chị không một không bể nha cô chú anh chị đây thẹo chém cành hồi xưa để rút về bonsai của chú anh chị đây nữa nè thẹo ngọn đây còn thẹo chuyển nghiệp trên đây thì nó liền bon này cô chú ơi. nói chung cây này là thẹo lành tính còn một số thẹo nhưng mà là thẹo lành tính nha cô chú anh chị cây rất là mạnh đây cây này cũng có dáng rất là đẹp nha cô chú anh chị rất là nhành rất là nghệ thuật nha cô chú được nuôi cốt nối bự giò cái à. rồi em giờ thông số cho cô chú anh chị hình dung cây vị trí thước này em đo ngay vị trí thước này đúng sáu mốt vành đúng nha cô chú anh chị sáu mốt vành đúng chiều cao là năm tấc ba cây ở ngoài sát cũng rất là lớn nha cô chú anh chị cho anh chị xem lại một lần nữa chỉ biết cây ha Rồi, mã số 7 này em xin phép giao lưu cùng toàn thể của chú anh chị mình là 4 triệu 4 triệu của chú anh chị giá cực kỳ tốn nha cô chú anh chị cây rất là già dặn cây nhìn ở ngoài già dẫn cây dữ lắm cô chú ơi Rồi, em xin phép xuống cây tiếp theo là cây mã số 8 nha cô chú anh chị cây trực cúc cành rất là duyên nha cô chú anh chị cúc cành bắt rất là duyên nha rồi quay vô còn một cái sẹo duy nhất thôi nha cô chú anh chị nói chung cho chú thủy thì mình mình phải rọi sẹo sạch sẽ cho cô chú anh chị xem đây cái theo làn tính nha cô chú anh chị đây ba ngón tay em nha cô chú anh chị ba ngón tay em mà nó dài hai lắm rồi em này theo làn tính nha cô chú anh chị được chặn cành hết đây nó không có tuột đâu cô chú anh chị rồi nói chung theo chỉ có miếng đó thôi bao cô chú anh chị là không có bể không bọng nha rồi em giờ thông số nha cô chú anh chị. Cây này bể đế dàn chân rất là vững chãi nha cô chú anh chị, chảy đều hết bốn mặt. Rất là đẹp, nhìn ở ngoài rất là lực cái cây. Rồi vị trí em đo được 54 vành 5 ly, tính cô chú anh chị mình 54 vành thôi nha. Vị trí này nha cô chú anh chị. Em hảo cô đặt cho cô chú anh chị mình dùng ha. Cái củ này được 7 tấc 9 nha cô chú anh chị, củ đặc hư này 7 tấc 9. Rồi chiều cao 4 tấc 6 nha cô chú anh chị. Quá, cây này nhìn ở ngoài quá nét cô chú anh chị, quá nét. Rồi, cây mã số uh, số 8 này em xin phép giao lô cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 10 triệu nha. Nói chung là cũng xứng đáng đồng tiền lắm nha cô chú anh chị. Cây rất là đẹp, cây này tương lai đẹp lắm nè. Cốt cành mà cô chú anh chị nuôi lớn lên cả cầm tay là cực kỳ luôn. Rồi, em sẽ xuống cây nha cô chú. Rồi, tiếp theo là một cây cây da đen cây da đen cực kỳ phong cách nha cô chú anh chị đây chú anh chị nhìn vào dạng xương nó ha tay cành nói chuyển nhịp mấy phát nha cô chú anh chị chuyển mấy ăn nhịp này đây đó. đây còn một vết sẹo bên đây nha cô chú anh chị sẹo ngọn ở trên là hoàn toàn nha cô chú anh chị đây một thẹo này một thẹo bên cạnh phong ha nói chung là một ngón tay cái của em nha cô chú anh chị nhưng mà nó dấn vô rất là mạnh nha cô chú anh chị thẹo kéo rất là mạnh theo lành tính nha cô chú anh chị đó một chiếc xẻo một nha cô chú anh chị toàn bộ là liền kết hết rồi bên đây là mặt chính của cây này nha cô chú anh chị mặt chính của cây có một cái cành cành số 1 này nó đóng thấp nó nhìn nó nó rất là phong cách cái cây nha cô chú anh chị nhìn như cây phong cách lắm cái cành một nó đóng rất là thấp nè Rồi, em giờ thông số cho cô chú anh chị mình ha cây này ở ngoài là cực kỳ tê nha cô chú anh chị cũng lẻ chơi nha cô chú anh chị xé nước xương nó bấm nhân dâm chơi này rồi em đo cái vị trí này nha cô chú anh chị vị trí này em đo được Ở à, ngày đây đi cô chú anh chị là 71 và 5 ly tính cô chú anh chị mình 71 hoành nha năm hảo xuống dưới cái cũ cho cô chú anh chị mình xem ha cũ tròn đặt ha cái cũ này là 9 tất 3 nhưng cô chú anh chị Đà, em hảo cái bên đây cho cô chú anh chị bỏ cái cạnh số 1 ra luôn ha cái đó là cái cạnh số 1 của cô chú anh chị chứ không phải là cái cây khác đâu nha đây, cái vị trí này em đo được 57 hoành 5 ly tính của chú anh chị 57 hoành luôn nha cái cục đèn này 57 của anh ha không tính cành số 1 ha chiều cao 3 tắc rưỡi của chú ơi full cái tán dài nha cô chú full tán dài được 9 tắc 3 này, ở ngoài ở ngoài nói chung là cái này nét lắm nha cô chú anh chị rất là nét nét nồng đó. mà lẽ chơi nó cô chú cái mặt này là mặt sau nha cô chú anh chị cành phong bắt đây ha tản cái ngọn là nó lùng cái cây nha cô chú anh chị lên tới đây tản cái ngọn là cái ngọn dắt giọt cơ cô chú anh chị được anh em thợ nghệ nhân nuôi chuyển nghiệp mấy lần rồi rồi đi nhầm cái nhân cô chú anh chị rồi cái mã số 9 này em xin phép giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 22 triệu nha cây ở ngoài nhìn nói chung xứng đáng đồng tiền nhớ lắm nha cô chú anh chị quá nét của chú anh chị, không phải mình bán mà mình khen cây mình của chú anh chị mà thật sự cái cây nó nét thiệt nhìn vô nó nét, rồi em sẽ phát xuống cây nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo uh, Melo cùng của chú anh chị uh, một cây uh, một cây okay, bập nha cô chú anh chị bông bập bập đài loan nha cô chú anh chị cái này nói chung gốc xuất xứ thì đài loan về anh em mình nhân giống được tạo phát cũng rất là lâu nha cô chú anh chị đó, anh chị cô chú anh chị coi dàn xương dâm tay tán nha cô chú anh chị tay mâm này cô chú anh chị nói chung rất là mạnh nhưng cô chú anh chị được làm chi tiết rất là kỹ ấy. À, tổng thể cây nhưng cô chú anh chị cái ngọn cũng rút thành này nhé cô chú anh chị cây này giờ bấm xương dâm chơi nhưng cô chú anh chị giờ vừa bấm chơi thôi cũng thành cây rồi à. dần bệ thì rất là vững chãi nhưng cô chú anh chị bệ rất là vững chãi rồi em quay mặt sau cho cô chú anh chị xem đó ha bên đây có một vết sẹo uh, nha cô chú anh chị mặt sau ha cạnh phong nha cô chú anh chị nhưng mà cái thẹo uh, của cái loại uh, bập đài loan này thì nó lành tính của chú anh chị nó thẹo nó kéo rất là mạnh nó không có một thủng vô sâu nha cô chú anh chị có chỗ này làm cái lỗ này để là nửa cái lóng tay của em nha cô chú nửa lóng tay nhưng mà nó vô tới gỗ sam hết rồi nha cô chú anh chị chỉ bị một vết chỗ này nha nhưng mà em bảo đảm nói chung là cái cây này thẹo nó theo lành tính nha không có quỷ thêm nhiều nữa đâu rồi em giờ thông số cho cô chú anh chị cái cây này thì ở ngoài nó áp phê của chú anh chị cây này là nếu mà giao lưu em xếp luôn cả chậu ở Trung Quốc cho cô chú anh chị nha chậu này chậu Trung Quốc chậu tàu nha em đóng cái khung sắt hết nha cô chú anh chị để cho an toàn cây và chậu à, vị trí này em đo được 58 hoành 5 ly nhưng cô chú anh chị đến cô chú anh chị mình 58 hoành thôi nha 58 hoành cái củ đặc thừ ngay đây nha cô chú anh chị là chính tất bảy hoành nha cô chú anh chị đây cái củ đặc thừ ngay thức dây của em nha đặc thừ luôn cô chú anh chị cái dàn chân cây này dữ lắm cô chú anh chị chính tất bảy hoành à, cái chậu chậu tàu trung quốc này có đường kính là chiều dài bảy tất hai nha cô chú anh chị chậu này chậu án mây chiều ngang 60 mươi bảy 2 hai sáu mươi rồi, full cái tán ngang cây này là một mét hai nhân cô chú anh chị một m hai ở ngoài nó không có nhỏ đâu nha cô chú anh chị chiều cao là 8 tấc 6 nha cô chú anh chị em hào cái cốt cành cho cô chú anh chị mình hình dung ha rồi, cốt cành này là 21 hoành nha cô chú anh chị rồi em xây một hai dòng cho cô chú anh chị mình xem ha đây chung về bấm sân dâm chơi của chú anh chị cây bên em bao sống nha, nhà nha cô chú anh chị cô chú anh chị mình cứ yên tâm với là cái dòng bập đài lon này nó rất là khỏe nha cô chú anh chị, bản lá nó đẹp, lá nó hình trái tim đó cô chú anh chị, nó gọn 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 nhìn cân, đó. nhỏ gọn. rồi cây mã số 10 này em xin phép giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị là giá là 20 triệu nha, cả chậu bao gồm cả chậu và bao ship nha cô chú anh chị cô chú anh chị hợp nhãn thì cứ à... alo cho em ha. Ở trong mấy cây này, nhà... cô chú nghe cái giá vậy chứ thật sự nhìn ở ngoài thực tế nó rất là xứng đáng đồng tiền nha cô chú anh chị rất đáng để sưu tầm nha. Rồi cây mã số 10 này cũng là cây cuối clip ngày hôm nay. Em rất là cảm ơn cô chú anh chị đã xem đến cuối clip nha và rất mong được cô chú ủng hộ trong clip này để em có động lực sưu tầm những cây đẹp để phục vụ cho cô chú anh chị nha xin cảm ơn cô chú anh chị xin chào à. tạm biệt toàn thể cô chú anh chị